những con người mà xuyên tạc đất nước, nói sai về đất nước mình, nói mị dân, rồi những đưa những người dân hiền lành làm tan gia bại sản gia đình của người ta đó. Rồi những người ở bên này cũng vậy nữa, đất nước Mỹ hiện tại bây giờ nhìn thấy cũng giống như là quả báo nhãn tiền vậy đó, đi xâm lăng tất cả các nước khác, rồi gieo rắc bao nhiêu đau khổ cho những cái đất nước nghèo khác. Hiện tại bây giờ đó, bao nhiêu điều xấu xa hiện lên cho toàn thế giới thấy tất cả mọi thứ. Nhà đấu tranh dân chủ cội nào á đi qua tới Mỹ rồi á thì cuộc sống của nó còn tệ hơn là những người mà lao động hạng bét ở Mỹ nữa. Tại vì sao? Tại vì á họ ở Việt Nam họ đã lười biếng sẵn rồi, đất nước Mỹ chỉ trọng dụng những người mà chịu lao động, những người có chí cầu tiến, chứ họ không bao giờ mà họ trọng dụng những người mà lười biếng, biếng làm rồi lại muốn sống sung sướng cả. Tại vì ở đây người ta đi làm một ngày mười mấy tiếng đồng hồ mà còn chưa có đủ tiền để trả bill nữa, huống hồ chi là hả chỉ ngồi một chỗ đòi tiền trên trời rơi xuống ở đâu ra. Bạn không đóng góp cho xã hội thì là xã hội làm gì cho bạn được. Đó, những con người được ăn học đàng hoàng ở Việt Nam rồi cuối cùng qua đây làm công việc gì? Rửa chén, lượm lon, xin tiền quay phe. Đó, xin thì chưa có đóng góp được gì nên xin đâu có được đâu, cuối cùng trở thành homeless, trở thành ăn xin. Vậy thì á các bạn đấu tranh cho nhân dân hay là các bạn đấu tranh cho chính bản thân các bạn chỉ muốn giống như là các bạn chỉ muốn vụ lợi cá nhân, nhưng mà cuối cùng mộng không thành, các bạn bị quả báo trên chính cái con người của các bạn. Các bạn làm những việc mà trời không dung đất không tha thì đương nhiên là ông trời ổng có mắt lắm, ổng sẽ cho lại, ổng sẽ trả lại cho các bạn, trả lại những cái gì mà các bạn gây ra với đất nước mình. Tất nhiên lao động rất là nhiều nha các bạn. Thực ra mình á đi làm từ hồi qua Mỹ đến giờ mình đi làm á quần quật, mình đi làm một ngày 7-8 giờ thợ về rồi, nhưng mà bản thân của mình còn phải ở lại, đôi khi á có khách á mình còn phải ở lại mình làm thợ tới giờ họ phải về để ăn chi, để mà họ có gia đình có con cái rồi họ ở xa, còn mình phải ngồi lại mình làm, xong mình phải dọn dẹp nữa. Một ngày công việc của mình là tới 13-14 tiếng đồng hồ mà mình còn á hả chưa bằng những người ở Việt Nam nữa, mình còn phải cố gắng rất là nhiều. Còn những bạn mà qua đây chỉ làm vài tiếng một ngày thì làm sao mà đủ chi trả được, trong khi số tiền trả bill ở bên này á, bill của mỗi người đều cũng tương tự nhau thôi đó. Các bạn đừng nói là hai đầu ăn cơm đỡ hơn, không có đỡ hơn chút nào cả. Ví dụ như các bạn có vợ có chồng đi, hai đầu ăn cơm đi thì đương nhiên các bạn cũng phải xài đi hai chiếc xe đúng không, các bạn cũng phải ăn hai dĩa cơm chứ đâu có thể nào mà hai người ăn một dĩa cơm được. Rồi cũng phải xài hai cái phone thì cái giá hai cái phone nó sẽ là giá khác hơn giá một cái phone đúng không. Xe thì hai chiếc thì cũng giống như nhau cả, cho nên là đừng nói là hai đầu ăn cơm sẽ có dư không, các bạn chỉ có thể xếp được cái khoản tiền nhà của nhau thôi. Thay vì ở một người thì các bạn trả 1.600 đi, 1.500, 1.600 đi, thì hai vợ chồng chia đôi số tiền đó ra thì các bạn chỉ để dành được đỡ được 700 mấy đồng thôi. Còn lại những khoản bill khác thì giống nhau tương tự, không có gì thay đổi cả. Ai cũng phải trả tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm xe, tiền bảo hiểm nhà, tiền thuế đất, tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền phone, tiền điện thoại, tiền nước, tiền rác, tiền bảo hiểm cơ thể, rồi tiền ăn, rồi tiền những cái khoản chi tiêu lặt vặt trong nhà, rồi những cái khoản tiền phát sinh. Những người mà có gia đình ở Việt Nam là còn phải tiết kiệm để gửi về cho Việt Nam nữa, rất là nhiều khoản bill. Cho nên là các bạn đừng nghĩ là qua bên Mỹ làm nail, làm tóc, làm được một tháng là 4.000 là các bạn bỏ túi được 4.000, không bao giờ có chuyện đó. Các bạn làm 4.000 các bạn cũng phải bỏ ra một tuần lễ để mà thu nhập cá nhân của các bạn trước.
Ít nhất là một tuần lễ để trả tiền thu nhập cá nhân của các bạn, tiền thuế thu nhập cá nhân á, với lại cộng những cái khoản tiền lặt vặt là một tuần lễ. Rồi các bạn bỏ một tuần lễ ra để mà trả tiền nhà, một tuần lễ ra để trả tiền bill xe và bảo hiểm. Còn cái tuần cuối cùng là các bạn ăn uống. Các bạn chỉ dư được một số rất là nhỏ, chứ không phải là bạn làm 4.000 rồi bạn lại cất hết trong túi được 4.000. Nhiên nhiên coi nhiên thấy có rất là nhiều em trẻ trâu, suy nghĩ rất là trẻ con xử nhi, kêu là ở bên Mỹ làm một năm 50.000 thì dư được tới 50.000. Ủa em làm ra tiền đó em không xài, em không trả bill à, đúng không? Mình làm ở bên này mình cũng phải chi phí chi tiêu toàn bộ, đâu có phải là làm bao nhiêu là cất được bấy nhiêu đâu. Đó rồi khi mà xảy ra những cái biến động về kinh tế thì những cái giá thành nó sẽ luôn tăng, cũng giống như á, như nói mùa dịch Covid này ở chính phủ Việt Nam mình có những cái giảm cho dân nhưng ở Mỹ lại không giảm, bạn vẫn phải trả những cái khoản tiền thuê mặt bằng, họ không cho bạn nợ một cent nào hết nha, và cũng không bớt bạn một cent nào cả. Họ chỉ ví dụ như bình thường là mỗi tháng là khoảng chừng ngày 3 thay là họ lấy, thì bạn gọi lên cho họ, họ có thể cho bạn khất nợ lại một tuần lễ, trễ một tuần 2 tuần thôi, rồi bạn cũng phải trả lại cho họ, chứ bạn không thể nào mà bạn nợ họ mãi mãi được. Còn ở Việt Nam á thì tình người nó có, cho nên là khi xảy ra những cái vấn đề cách ly thì có những chủ hộ cho thuê mặt bằng hoặc là cho thuê nhà đi, họ vẫn giảm cho các bạn được vài chục phần trăm. Có những chỗ họ cho free những tháng đó luôn, tại vì họ nghĩ tinh thần tương thân tương ái. Còn ở Mỹ thì không có. Ở Mỹ á là hả không có, nếu như bạn không có tiền bạn trả thì vài tháng sau là bạn phải đi ra ngoài bạn dọn ra thôi, chứ họ không bao giờ họ để cho bạn chấp nhận cho bạn ở như vậy. Cái điểm khác biệt của ở tư bản và ở Việt Nam là như vậy đó. Có người sống trong xe tiết kiệm tối đa. Trời ơi anh Đồng ơi, họ sống trong xe á hả, họ chật vật nhiều thứ lắm anh. Về những cái vấn đề sinh hoạt nó cũng không có được thoải mái. Rồi á hả, cái xe thì nhỏ xíu, nếu như mà cái xe mà dạng không đi không đi vô á thì nó lại đỡ hơn. Còn một cái xe bình thường giống như mình lái mà họ ở trong xe như vậy thì họ sống làm sao? Tắm rửa thì cũng rất là chật vật, họ phải chạy đến những cái cây xăng mà có những cái chỗ tắm á, thì còn ok. Còn mà không chạy đến những cái chỗ đó được, họ sống trên xe, sống cái cuộc sống. Trời ơi, sống ở tư bản, mấy người chống cộng người ta nói là ở bên này sống sướng mà tại sao phải sống ở trên xe? Đúng không? Cho nên nó số phận của những người dân chủ cội á mà nó sai vào đất nước của mình, hiện tại bây giờ quả báo nhãn tiền đó. Những kẻ mà trốn qua bên Thái Lan bây giờ á, nó cũng lên trên mạng nó kêu gào, nó cầu cứu, nó nói người dân Thái giờ đang cũng muốn đánh nó đó, quả báo nhãn tiền thôi, đúng không? Làm sai với đất nước rồi đi qua bên đó nghĩ là sẽ có được cái cuộc sống tốt hơn, nhưng mà sao đi qua bên đó cày còn hơn con trâu con bò. Ở Việt Nam còn có gia đình, có người thân, có lối xóm, đi qua bên đó tiếng thì hả tiếng 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 của họ làm sao mà mình tiếp cận được với lại cái phong tục của họ được. Rồi xảy ra những cái vấn đề trong xã hội thì đương nhiên là người Thái họ sẽ bảo vệ người Thái, chứ họ không thể nào mà họ binh vực những cái sắc tộc khác mà họ bỏ người dân của họ được đó. Qua bên đó rồi lại không hiểu được tự do ngôn luận như thế nào, nói càng nói bậy, nói tầm bậy tầm bạ. Thế vậy thì người dân của họ phải trừng trị những cái kẻ mà hả mà coi trời không ra gì thôi. Cũng giống như á những kẻ mà đi được á đi đi qua bên Mỹ đó một thời gian, sau đó lại quay lại nói xấu quê hương, rồi cuối cùng sao, cuối cùng bây giờ dịch Covid cũng mong mỏi được về lại quê hương để
để mà hả ở bên cạnh gia đình để mà giữ lại cái tánh mạng. Vậy thì các anh chị sống lỗi đạo như vậy để làm gì? Tại sao mình không có chịu lo làm, mình kiếm tiền để mình về nhà, mình đi về Việt Nam mỗi năm? Không cần các anh chị làm gì cho chính quyền Việt Nam cả, không cần các anh chị làm gì cho đảng, cho chính phủ cả, mà chỉ cần các anh chị sống tốt hơn cuộc sống của các anh chị nơi xứ người, rồi kiếm tiền, rồi đi về Việt Nam thăm gia đình, ăn Tết với gia đình, đoàn viên với gia đình, như vậy là đủ rồi. Đâu phải là mỗi lần các anh chị đi về Việt Nam rồi các anh chị phải đóng những cái khoản tiền này nọ đâu, chưa bao giờ có những cái khoản tiền đó cả. Các anh chị về tới Việt Nam đi qua cửa khẩu sân bay cũng vậy nữa, các anh chị xuyên tạc. Các anh chị xuyên tạc là đi qua tới ngay cửa khẩu sân bay là phải trả tiền này nọ khác kia, không có. Tôi đi qua cửa khẩu sân bay bao nhiêu lần, mỗi năm An Nhiên đều về Việt Nam. Chưa bao giờ mà An Nhiên tốn một đồng nào cho nhân viên sân bay cả. Chưa bao giờ, ngay tới chỗ mà xuất trình giấy tờ xuất nhập cảnh á, chưa bao giờ mà mình tốn những cái khoản tiền đó cả. Họ không có bắt buộc, không ai bắt buộc mà cũng không ai đòi hỏi gì cả. Các anh chị xuyên tạc thôi. Các anh chị xuyên tạc, các anh chị dối trá thôi. Chứ không ai bắt buộc các anh chị làm những cái hành động đó cả. Chỉ cần á, làm, dành dụm để dành tiền, rồi đi về Việt Nam, ăn Tết với gia đình, lựa cơm gắp mắm, có tiền nhiều á thì đi du lịch chơi, còn không có thì ở dưới quê chơi với gia đình, rồi đoàn viên với gia đình cho đến ngày đi về lại nước ngoài để mà mình làm, mình kiếm tiền. Vậy sống cái cuộc sống như vậy rất là tốt. Tại sao các anh chị không làm được mà các anh chị đi nói dối nhiều thứ? Về Việt Nam nếu như mà nó là thức ăn Việt Nam không sạch, vậy thì cứ mỗi năm bao nhiêu ngàn người Việt kiều đi về Việt Nam ăn Tết, rồi về lại Mỹ có ai chết không? Hay là họ về Việt Nam xong xuôi họ về lại Mỹ người nào cũng tăng cân hết trơn hết á, tại vì thức ăn Việt Nam quá ngon. Ngay bản thân của Nhiên cũng vậy nữa, về Việt Nam mỗi lần về Việt Nam đi về lại Mỹ là tăng lên tới 4-5 kg lận, tại vì thức ăn Việt Nam quá ngon, quá rẻ và quá sạch, đồ ăn tươi không à. Còn ở bên Mỹ đồ ăn đông lạnh, đồ ăn đông lạnh bất đắc dĩ lắm mình mới ăn. Vậy thì cái nào ngon hơn? Thực phẩm tươi lúc nào chả ngon hơn là đồ đông lạnh, đúng không? Vậy thì các bạn xuyên tạc đất nước Việt Nam như vậy, các bạn sẽ được gì? Chính phủ Mỹ cũng không cho bạn cái gì cả, cộng đồng bên này nó cũng chả cho bạn cái gì cả, ngoài những cái lời tung hô ảo. Rồi cuối cùng sao? Các bạn sẽ bị mặc cảm tội lỗi là đã làm sai với đất nước. Cho nên sống mình phải có tổ có tiên, cây phải có cội có nguồn, con người phải có tổ có tiên. Mình phải biết được mình là người Việt Nam, tổ tiên của mình ở Việt Nam, mồ mả ông bà ở Việt Nam, làm gì thì làm cũng phải trừ lại một con đường để đi về, đó là căn nhà của mình ở Việt Nam, nơi chôn rau cắt rốn, nơi mà chứa những cái tuổi thơ đẹp của mình. Đúng rồi đó anh quê hương hoàng, tại vì họ nói dối cho nên họ bị khẩu nghiệp. Anh em mình cũng về Việt Nam rất là nhiều, đúng không anh? Đâu phải là chưa có Việt kiều nào về Việt Nam đâu. Mỗi năm ở sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài đón tiếp bao nhiêu ngàn người về Việt Nam ăn Tết, từ tất cả các nước trên mọi miền của thế giới, họ đều về Việt Nam để mà sum họp gia đình ăn Tết. Đâu phải là không có bao nhiêu Việt kiều về Việt Nam đâu mà họ dối trá cái kiểu đó, đúng không? Về tới Việt Nam á hả, đồ ăn thức uống, thậm chí họ còn mua những cái món ăn ở Việt Nam họ bỏ vô vali họ đem về Mỹ đó, đôi khi bị phạt, còn đôi khi hên á thì được chót lọt. Có những người về tới Việt Nam á, nhờ người thân á, nấu mắm ruốc á, mắm ruốc xả thịt rồi đó đem qua Mỹ nữa kìa. Rồi có những người về Việt Nam á, đem qua Mỹ cá thác lát nữa. Trời ơi, toàn là đồ ăn mà các vị nói là đồ ăn nhiễm độc đó, mà hả, người ta đem về Mỹ, người ta ăn, người ta quý trọng biết bao nhiêu. Anh về mỗi năm
nhưng lúc nào cũng thấy khác. Đúng rồi đó anh Quê Hương Hoàng, Việt Nam mình đang phát triển từng ngày từng giờ luôn á. Bây giờ mình về tới nơi khoảng chừng 2 năm mình không về Việt Nam thôi, là anh em mình, khi anh em mình về tới nơi mình cảm thấy mình lạc hậu liền. Tại vì á, những cái con đường nó rất là khác những năm trước. Như ở thành phố Hồ Chí Minh á, trời ơi, như về mỗi năm vậy đó mà hả, có những đường tự nhiên mình đi mình còn bị lạc nữa. Trong khi ngày xưa nha, ngày xưa khi Nhiên ở Việt Nam á, đường ở thành phố Hồ Chí Minh hả, Nhiên rành quá trời rành luôn. Còn bây giờ hả, có đôi khi hả, Nhiên đi Nhiên bị lạc luôn vậy đó. Đất nước mình thay da đổi thịt mỗi ngày từng giờ luôn. Thì đây là điều mà chúng ta, khi chúng ta đi nước ngoài, chúng ta muốn điều gì? Chúng ta muốn phát triển kinh tế cho gia đình mình, rồi chúng ta mong muốn một ngày nào đó chúng ta về tới đất nước mình á, rồi thấy đất nước mình thay đổi. Vậy thì hiện tại bây giờ đất nước đang thay đổi, vậy thì các anh chị còn mong muốn điều gì nữa? Các anh chị phải cố gắng xây thêm nữa chứ, đúng không? Mình thấy đất nước của mình bây giờ như vậy á, là quá tốt đẹp rồi. Không còn cái cảnh mà thắp đèn dầu giống như ngày xưa nữa. Ở đâu cũng có điện, có đóm hết cả. Rồi wifi ở dưới nhà quê mà người ta còn có thể vô internet được. Vậy thì hả, cái điều đó chứng minh điều gì? Chứng minh là ở Việt Nam hòa nhập với lại những cái sự phát triển của thế giới biết bao nhiêu. Cho nên là Nhiên chị khuyên, Nhiên khuyên các anh chị cô chú, khi mà các anh chị cô chú chưa biết gì về đất nước Việt Nam á, lâu ngày các anh chị cô chú chưa được về á, thì hãy cố gắng kiếm tiền về Việt Nam một chuyến đi. Về đi để biết đất nước thay đổi như thế nào. Đi ra ngoài á, trung tâm thành phố đó, tòa cao ốc á hả, mọc lên. Thậm chí á, Nhiên thấy á, những cái căn nhà tòa cao ốc á, mọc lên á, nhiều hơn là ở Malaysia nữa kìa. Trời ơi, qua bên tới Malaysia với lại Singapore nha, thì cũng có, nhưng mà nó chỉ là nằm trong một cái khu đó thôi. Rồi á hả, cũng có, cũng nhiều, nhưng mà ở Việt Nam mình đi qua bên khu quận 12 á, đó là quận 2 á, trời ơi, Nhiên nhìn á hả, Nhiên không nhận ra luôn á. Nhất là cái khu quận 2 á với lại quận 7 á, bước vô hả, trời ơi, giống như là mình đi lạc vào một cái đất nước khác vậy đó. Mình không thể nào mình tin được đó là nước Việt Nam của mình nữa. Thì mình thấy như vậy thì mình phải tự hào chứ các anh chị, đúng không? Các anh chị sống ở Việt Nam, các anh chị cũng phải đi làm, cũng phải trả bill, nhưng mà bill thì ít hơn. Còn sống ở Mỹ cũng phải đi làm trả bill, mà ở Mỹ các anh chị phải làm double, phải làm gấp đôi lần thì các anh chị mới đỡ hơn. Còn các anh chị làm theo cái kiểu tàn tàn á, làm kiểu mà lười biếng á hả, thì hả, không có tiền dư, không có đủ trả bill, các anh chị cũng sống cái cuộc sống rất là chật vật thôi. Ở Việt Nam ít ra thì có được căn nhà trả đất rồi, còn ở Mỹ á, mua nhà cho dù trả đất thì đất cũng chẳng phải là của mình. Có nhiều người nói chuyện đúng là ngược hướng lắm anh Quê Hương Hoàng. Nhiên thấy anh cũng là Việt kiều Mỹ, anh thấy anh cũng biết mà, ở bên Mỹ mua cái căn nhà nó đâu có thuộc quyền sở hữu đất của mình đâu. Đất lúc nào cũng là của chính phủ hết, đúng không anh? Mình trả đất rồi mình cũng phải trả tiền thuê đất cho đến khi mình chết, rồi đến truyền cho đời sau nữa. Mà mình không có tiền trả tiền thuê đất á hả, một thời gian thì nó cũng phải xiết nhà mình, nó định giá, đúng không anh? Còn dạ Nhiên chào anh Việt Fry nha. Còn ở Việt Nam á, mình mua căn nhà thì mình được quyền sở hữu đất của mình luôn. Vậy mà các bạn ở dân chủ gùi á, nói chuyện đúng là ngược đời, kêu là ở Mỹ mua nhà được quyền sở hữu đất. Người nào mà sống bên Mỹ á, mà nói là ở Mỹ mua căn nhà được rồi, được là làm quyền sở hữu đất á, người nào nói đâu, đưa giấy tờ chứng minh ra coi thử là có phải là miếng đất đó thuộc về họ hay không. Không bao giờ có chuyện đó cả. Dạ Nhiên có đi ngang qua luôn rồi anh Việt Rice. Cái khu quận chính á hả, trời ơi, bây giờ hả, Thủ Đức á, bây giờ đi tới bây giờ là nó hình như Thủ Đức bây giờ là thành thuộc về một cái thành phố luôn rồi đó anh Việt Rice.
Thủ Đức Nhiên còn nhớ năm 99-2000 á, trời ơi đất ruộng không à. Rồi á hả, đường phải nói là đá rồi sỏi đá, đường nhỏ nhỏ cũng nhiều. Nhưng mà bây giờ đi qua quận 9 nhận không ra luôn. Những tòa nhà mọc lên á hả, nhận không ra luôn. Nên các anh chị á, đừng bao giờ mà nói dối. Thực ra thì dân Việt Kiều á, tham gia mạng xã hội không phải ít đâu. Nói dối á, gặp chúng những người giống như anh Việt Fry nè, ông Nguyễn Già Cầm Nguyễn nè, rồi An Nhiên rồi nữa nè, Lợi Minh rồi nè. Đó, gặp những người giống như chúng tôi á, thì các anh chị nói dối không có được đâu. Tại vì khi chúng tôi nói chuyện thì á, hả, chúng tôi đều chứng minh những cái sự thật có cả. Giống bữa hôm anh Việt Fry quay cái clip đó, mấy người nói là ở bên này không có cái, không có ăn cắp ăn trộm, không có vụ ăn cắp xe rồi đó, tháo hết 4 bánh xe của cái xe của người ta luôn à. Wow, anh trả tới 18.000 tiền thuế đất á hả. Nhà của em một năm trả 9.000 đồng tiền thuế đất mà em còn cảm thấy hả muốn choáng váng mặt mày luôn à. Một tháng là trả đất là trả hết gần 800 đồng tiền thuế đất, một năm trả 9.000 mấy thôi à. Còn nhà của anh chắc là rộng hơn cho nên trả 18.000. Mình mua đất nhà rồi mình cũng phải trả tiền thuế đất chứ mình đâu có được mà hả sở hữu chủ cái miếng đất đó của mình đâu. Đó, đất là cũng của chính phủ thôi à. Mình chỉ mua cái sườn nhà thôi. Đúng không anh Việt Rai? Đúng không anh Quê Hương Hoàng? Đó, ở đây mình mua nhà là mình chỉ mua được cái sườn thôi à. Chứ hả mình đâu có được mà sở hữu chủ miếng đất sổ hồng sổ đỏ giống ở Việt Nam đâu. Đất đó, hả, là chính phủ Mỹ họ lúc nào họ cũng cai quản cái đất của mình hết trơn á. Làm gì mà có vụ mà sổ hồng sổ đỏ giống như ở Việt Nam. Trời ơi, ở Việt Nam mua một căn nhà xong cầm cái sổ hồng sổ đỏ ra chảnh chẹ thấy mồ luôn. Còn ở đây làm gì có được như vậy. Yeah, tiền thuế đất của Nhiên bỏ lên tường của Nhiên đó. Một tháng là 780 mấy đồng tiền thuế đất đó. 762 hay 786 đồng gì đó tiền thuế đất đó. Nhưng bỏ lên mà. Tiền nhà coi như là một tháng là trả 1.600 mấy chục đó. Nhưng mà tiền lời với lại tiền thuế đất với lại tiền bảo hiểm không á là đứt hết 1.300 mấy chục rồi. Nó chỉ trừ cái nhà có 200 mấy chục đô thôi à. Trong khi mình trả 1.660 mấy đồng mà nó trừ ra 200 mấy đồng tiền nhà của mình thôi, còn lại là gần 1.400 là tiền lời của căn nhà với lại tiền thuế đất với lại tiền bảo hiểm nhà trả trong 30 năm đó. Trả xong xuôi rồi á hả, giờ trả đất Nhiên còn căn nhà đó của Nhiên giờ Nhiên còn là 17 năm nữa, 16 năm nữa. À, gần 16 năm nữa à, đâu à, coi được 13 năm rưỡi rồi là Nhiên còn 16 năm rưỡi nữa là trả xong căn nhà. Lúc đó là Nhiên gần 60 tuổi rồi. Mà mua căn nhà có 160 mấy ngàn mà trả đến thời điểm đó cộng lại căn nhà gần 600 ngàn, chán dán mặt mày luôn không.